Xin chào các bạn. Trong bài học này chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện viết chương trình với yêu cầu là cho dãy số nguyên có độ dài là n, n lớn hơn hoặc bằng 1, nhỏ hơn hoặc bằng 1.000. Sau đó in ra màn hình chỉ số phần tử có giá trị nhỏ nhất cuối cùng trong dãy. Đấy, chúng ta cùng nhau bật DeepC lên. Nhập vào dãy số nguyên. Như vậy trong bài này thì chúng ta đã làm việc với mảng, đúng không ạ? Mảng một chiều. In ra màn hình cái chỉ số, đúng không ạ? In ra chỉ số phần tử có giá trị nhỏ nhất cuối cùng, cuối cùng ở trong dãy. Đầu tiên là khai báo cái thư viện để ta sử dụng các cái hàm nhập xuất như là gì, printf, scanf, stdio.h. Ta khai báo cái mảng A với số phần tử tối đa là 1.000 n. Ở đây ta khai báo là đấy là kích thước tối đa đấy nhỉ? Còn thực tế thì cái số phần tử nó sẽ phụ thuộc vào vào n, đúng không ạ? Ta nhập n bằng 5 thì nó chỉ bằng 5 phần tử, n bằng 10 thì có 10 phần tử, n bằng 20 thì sẽ có 20 phần tử. Một anh gọi là min đi. Đó. Và một anh gọi là index nhé, chỉ số. Đó, chỉ số lúc đầu ta gán nó bằng 0. Ở đây cái n của ta nhập vào từ bàn phím phải thỏa mãn là gì ạ? N phải lớn hơn hoặc bằng 1, nhỏ hơn hoặc bằng 1.000, cho nên là gì ạ? Khi nhập vào mà cái giá trị của n nó không nằm trong cái đoạn từ 1 đến 1.000, ta phải nhập lại. Mà ở đây n của ta là số nguyên, cho nên đây là gì ạ? Cái phần chấm d và địa chỉ của n. Đấy, còn đây là gì ạ? Sử dụng cái vòng lặp while, đấy, trong trường hợp nếu mà n nhỏ hơn 1 hoặc là gì ạ? N nó ta lớn hơn 1.000 thì sẽ phải nhập lại, đúng không ạ? Thế còn nếu mà n nó nằm trong đoạn đấy rồi thì dừng. Nằm trong cái đoạn từ 1 đến 1.000 ta dừng. Tiếp đến là gì ạ? Ta sẽ nhập các cái phần tử của mảng. Và ta cho cái chỉ số chạy y nguyên với y nhỏ bằng 0, y nhỏ hơn n chấm phẩy y cộng cộng. Scan it. Mỗi phần tử của mảng là kiểu số nguyên, nên ở đây sẽ là phần chấm d, còn đây là địa chỉ của ai. Sau khi nhập các phần tử vào mảng A xong ấy, thì ta sẽ gán vào cái min sẽ bằng cái phần tử đầu tiên của cái mảng A, tức là A0. Sau đó là gì ạ? Ta duyệt các cái phần tử của mảng với y chạy từ 1 nhé, thay vì từ 0, bởi vì đây ta đã xét đến là gì ạ? Đã xét đến
đến phần tử A0 rồi. Từ đầu tiên của mảng rồi. Thì ở đây cái chỉ số y này nó sẽ chạy từ 1 thay vì là y nó chạy từ 0 chấm phẩy y cộng cộng. Nếu mà min mà còn lớn hơn hoặc bằng ai thì ta sẽ gán cho min bằng bằng ai, và cái index đấy, thì cái index lúc đầu ta khởi gán nó bằng 0. Đấy, thì cái do là gì ạ? Ban đầu ta gán cái min nó bằng ai thì cái index của nó bằng 0. Đấy, còn trong trường hợp mà gì ạ? Khi mà ta duyệt các phần tử của mảng từ phần tử y bằng 1 cho đến là gì ạ? Đến n 1 đấy. Thì cái mỗi khi mà gì ạ? Cái min nó lớn hơn hoặc bằng ai thì ta gán min bằng bằng ai, đồng thời là gì ạ? Cái chỉ số index sẽ được gán bằng bằng y. Đó. Thế thì khi mà duyệt đến hết mảng ấy, thì chúng ta sẽ có được cái phần tử nhỏ nhất cuối cùng đấy, và kèm theo cái chỉ số của nó. Thế đoạn này thì ta chỉ cần yêu cầu chúng ta là gì ạ? In là chỉ số, in là chỉ số, in là màn hình chỉ số phần tử có giá trị nhỏ nhất cuối cùng trong dãy. Thế còn in ra cái phần tử nhỏ nhất thì chúng ta cũng in được, đúng không ạ? Chấm d này và cái chỉ số của nó là in đây. Đấy, tôi bấm compile and run, bấm F11. Giả sử có 5 phần tử. Mảng có 5 phần tử, các phần tử của mảng sẽ là ví dụ như là 6, 3, 1, 4, 1 chẳng hạn. Thì chúng ta thấy cái giá trị của cái phần tử mà có giá trị nhỏ nhất ở đây là có hai cái phần tử, đúng không ạ? Đó, nó là cái phần tử 0, 1, 2 này, 3, 4 này, tức là phần tử có chỉ số là 2 và 4. Tuy nhiên là ở đây ta cần quan tâm đến cái chỉ số của phần tử nhỏ nhất cuối cùng, cho nên là chính là cái phần tử này. Đấy, và chỉ số nó trả về sẽ là gì ạ? Sẽ là 4. Đó. Chẳng hạn như mảng này có 8 phần tử. Chỉ số của nó sẽ là 2, 3, 4 này, các phần tử 5 này, 2 này, 1 này, 1 này, 9 nữa. Đó. Thì cái chỉ số của phần tử nhỏ nhất sẽ là gì ạ? 1, 0 này, bắt đầu từ 0 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 là cái phần tử này. Đó. Và giá trị của nó này nhỏ nhất sẽ là gì ạ? Sẽ là 1, đúng không ạ? Trong cái nền chạy vừa rồi. Đấy, như vậy thì chúng ta vừa cùng nhau nhập vào dãy số nguyên có độ dài là n, với n là gì ạ? Thỏa mãn điều kiện lớn bằng 1 nhân bằng 1000. Sau đó thì chúng ta tìm và chúng ta in ra màn hình cái chỉ số phần tử có giá trị nhỏ nhất cuối cùng. Chúng ta lưu ý là nhỏ nhất cuối cùng nhé. Đó. Thì ta chạy được cái cho kết quả như vậy. Đấy, ví dụ như là gì ạ? Đây là có 5 phần tử. Các phần tử 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, thì cái phần tử có giá trị nhỏ nhất đây là 1 và chỉ số của nó bằng 0. Bài học của chúng ta hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài học kế tiếp.